Mình không biết là sau khi thả 10 cù này lên thì con diều mình sẽ bay tới đâu nha các bạn. Bay thì mình được quấn được 46 vòng, tương ứng với khoảng 46m. 46m nha các bạn. Đây là dây diều nè các bạn. Như các bạn đã thấy là đây là nó đang ở giữa sông và nó có một cái hiện tượng là nó rất là thòng như thế này nè các bạn. Mà mình không hiểu lý do tại sao mà mấy chục cái cuộn dây mà có thể bay lên thẳng được. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì hai anh em mình sẽ thực hiện lại một cái thử thách, đó chính là thử thả 10 cuộn dây cho con diều này nha. Thì bữa hổm là do chưa có gió cho nên là con diều mình không có thả được, cho nên mình đã làm một cái clip khá mới lạ là thả diều bằng xe. Thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ thực hiện lại cái clip đó, tại vì hôm nay là trời có gió nhẹ nè các bạn. Thì mình thấy là hôm nay là có thể là diều mình sẽ lên được, cho nên là mình sẽ thực hiện lại thử thách là thả bằng 10 cuộn dây. Thì mà bây giờ mời các bạn hãy cùng theo hai đứa mình thả con diều này lên nha các bạn. Bầu trời giờ nhìn khá là đẹp nha các bạn. Đó, rất là đẹp, trời rất là trong xanh và mát mẻ. Và giờ con diều mình sẽ được thả lên nha. Đây là con diều mình sẽ thả lên bầu trời, rất là đẹp các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ là người cầm diều nha. Hôm nay mình chỉ thả có hai người thôi, cho nên mình sẽ là người cầm diều nha. Mình sẽ ứng thật là xa, là chỉ cần mình quơn diều này lên cái là bắt đầu là nó sẽ lên luôn nha các bạn. Đó, có gió nhẹ nhẹ các bạn ơi. Đây là con diều mình sẽ thả lên. Diều mình thì nó sẽ không lên được cho nên mình sẽ thử thách bằng con diều này luôn. Bằng kêu thì mình sẽ đứng ở khá là khoảng cách khá là xa so với con diều, để cho con diều dễ dàng được lên nha. Chuẩn bị nha. Đó, con diều mình là đang lên nha các bạn. Nhưng mà mình thấy là hình như là nó ít gió quá, nó không lên cao nổi nha. Đó, nó lên rồi đó. Một khi là có gió lên cao thì bắt đầu là nó sẽ lên luôn. Sau lưng bọn mình thì có một bạn bò đang nhìn mình quá trời nha các bạn ơi. Đây là bạn bò của mình nha. Có tới hai bạn luôn. Hình như nó hút mình các bạn ơi. nó chuẩn bị nó chạy nó hút mình hay gì á. Thôi mình đi chỗ khác cho nó lành các bạn. Đây là bạn cu đang quấn lại dây diều. Và con diều mình đã đang bị rơi rồi. nó cái quần mình mặc màu đỏ cho nên nó tính hút mình hay gì các bạn ơi. Nãy giờ mình không để ý, mình tưởng luôn là mày dám hút tao không mày? Nè, tao nè. Cái nào chạy nhanh không ta? Gì? Thôi mình không dám đùa với con bò nữa nè các bạn ơi. Mình bận cái quần đỏ, nó thấy được mình là nó sợ cái gì, nó hút. Thôi mình thả lại nhiều này nghe các bạn. Đâu rồi, cái không dây đâu rồi. Mình phải né xa con bò này ra các bạn ơi, nhìn nó khá là nguy hiểm. Bò này hiện hơn nha. Mình thả lại con diều bắt hai nha các bạn. Ở đây được chưa? Mình sẽ di chuyển sang vị trí xa hơn nãy xíu để cho con diều này dễ dàng được bay lên cao. Trời giờ đang rất là nắng nha các bạn. Tuy rằng trời rất đẹp nhưng mà trời rất nắng. Và con diều mình đã được thả lên rồi nha các bạn. Đó, nó đang có chiều hướng là bay lên rồi đó. Đang có gió luôn. Thì không biết thì nó có bay lên nổi hay không. Thì bà cưa mình đang quấn dây lại nha các bạn. Rồi, con diều mình đã được quấn lại hết rồi nha. Giờ mình sẽ đón theo chiều gió. Và do địa điểm này mình không thả con diều lên được, cho nên là mình sẽ di chuyển địa điểm dễ thả con diều lên nha các bạn. Thì mình sẽ lên trên một xíu nữa cho con diều mình có thể sẽ được bay lên. Các bạn ơi, thì bây giờ mình đã tới được cái địa điểm mà mình thả diều nha các bạn. Như các bạn đã thấy là rất là nhiều gió, thì con diều mình chắc chắn là rất là dễ lên nha các bạn. Và bây giờ là hai anh em mình bắt đầu đi thả con diều này nha. Mình không còn phải dùng nhiều tí tâm sức gì hết trơn á. Mình
đương nhiều lên cái là chắc chắn các bạn lên liền, chắc chắn là cái thử thách là 10 của nhảy mình sẽ được thực hiện nha. Đây là khá là nhiều gió luôn nha các bạn. Đúng rồi. Bao lên luôn. Điểm rất là lý tưởng là hôm nay mình quên cái điểm này nữa các bạn. Gần sát xong nhà là chắc chắn là gió rất là nhiều rồi. Mình cần gì mình phải ra ở ngoài sân banh chi cho nó mệt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thả về đây lên. Thì mình không cần phải làm cho con diều này nó bay lên nha, mà nó tự lên luôn nha các bạn. Đó, mình không cần phải đứng như mọi khi. Thì con diều nó vẫn có thể bay lên do gió rất là nhiều nha. Quá nắng. Thời tiết bây giờ thì cũng khá là nắng. Và chắc chắn thử thách của mình 10 cuộn dây chắc chắn sẽ được thành công nha các bạn. Vâng, hiện con diều mình nó đang bay lên được một khoảng khá là ok rồi đó. Thì theo chiều hướng này thì chắc chắn diều mình nó sẽ bay cao hơn nữa nha. Và sắp sửa thì cuộn đầu tiên mình đã gần hết rồi nha. Đó, cuộn của mình thì cũng gần hết rồi nha các bạn. Đó, còn xíu nữa là coi như là hết được cuộn rồi đó. Canh nha, không canh là nó út luôn con diều. Còn ở bên kia các bạn thấy là cuộn chỉ mình đã để sẵn ở bên kia kìa. Đó. Một cuộn thì rất là ngắn. Mà 10 cuộn thì các bạn thấy như vậy thì rất là dài. Bây giờ trong lúc chờ đợi thì mình chờ anh Cu sẽ tháo cái mối buộc này ra, nó bị gối rồi. Mình không biết là sau khi thả 10 cuộn này lên thì con diều mình sẽ bay tới đâu nha các bạn. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là nếu mà nó bay lên cao quá thì đã đứt dây thì coi như là mình bỏ luôn diều. Một cuộn dây này là dài khoảng 50 mét nha các bạn. Mình cũng đã nói được nha các bạn đó. Nói giờ mình sẽ xả ra. Đó, giờ mình xả cái cuộn diều này ra nha. Nói ra vậy. Có lúc đó là nó nói cuộn nói gì á. Nó sẵn rồi vậy đó. Tự nói á. Dạ ok. Nhiều mình đã sử dụng được khoảng 1,5 cuộn cuộn dây nhiều rồi nha. Nó bay lên được khoảng như đó đó các bạn. Nhìn dây cũng rất là căng nha, cho nên là không có sợ nhiều mình bị rơi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái cuộn thứ ba. Đây. Đây là cuộn thứ ba của mình. Vừa khui luôn. Giờ mình sẽ cắn hành khui nha. Đó. Đây là cuộn thứ ba của mình nè các bạn. Mình sẽ thả lên cái cuộn này. Ồ, rất là nặng các bạn ơi, cực kỳ nặng luôn á. Đây là cuộn thứ ba. Còn ở trên là con diều của mình nè các bạn. Nó đang nằm ở vị trí là khá là xa rồi đó các bạn. Thì lát nó ở một vị trí nó xa hơn nữa thì mình sẽ phóng to lên các bạn xem nha, các bạn yên tâm. Và đây là cuộn thứ ba, mình cũng đã gần hơn phân nửa cuộn rồi nè. Mình vẫn tiếp tục tuôn dây ra. Được không? Cứng không? Rất là nặng nha các bạn. Gió cực kỳ mạnh luôn. Đây mình thử cho các bạn xem nè. Mạnh như điên luôn á các bạn. Và bạn của mình vẫn đang tiếp tục tuôn dây ra nha. Sắp hết rồi. Sắp hết cuộn rồi các bạn. Giữ lại. Mình sẽ giữ lại một đoạn nhỏ để mình nối tiếp cái cuộn tiếp theo để nó đi luôn diệu mình nha các bạn. Ok, xong cuộn thứ 3. Bây giờ mình sẽ lấy lên cái cuộn thứ 4 nè các bạn.
còn vẫn còn mới, hôm nay mình chưa thả được cho nên mình chưa khui. Sao này nhiều muốn nói gì? Hả? À, gì vậy? Quá tầm muốn nói luôn. Thả chưa tiêu á, thôi thả cuối đi. Ừ, thả cuối đi. Để đi, chứ thả sao? Ừ. Thì mình sẽ đổi cuồng khác nha, do cái cuồng kia nó bị lỗi gì rồi các bạn ơi. Ok, phải không? Rồi mình để đảm bảo an toàn mình sẽ thả từ từ nha các bạn. Con dì của mình đã được đặt ngưỡng 3 cuồng dây nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình thả luôn cuồng thứ tư nha. Rồi bây giờ là các bạn sẽ xả dây cuồng thứ tư nè. Mình sẽ là người cầm để đảm bảo an toàn cái cuồng dây này nó không bị đứt giữa chừng nha các bạn. Đó, các bạn thấy là mình vẫn thả bình thường nha các bạn, mình không có dàn dối gì các bạn cả. Yeah, rồi xong, dây gớt rồi, từ từ các bạn ơi. Vậy là lý do là do cái khác nó bị dính chứ không phải là do cái mối nối nó bị đứt nha các bạn. Mình vẫn tiếp tục thẳng dây lên nha. Rồi, ê, hên quá, xíu nữa các bạn ơi. Ok, giờ tiếp tục qua cùng này nha. Đó, như các bạn thấy là hồi nãy là nó bị dư như vậy các bạn. Đây nè, đó, nó dư như vậy các bạn. Và đây nè, nè. Cho nên là mình phải rất là đề phòng và cẩn thận để nhiều khi... Đây, mình được 4 cuồng rồi. Đó, 4 cuồng rồi các bạn. Rồi, xong. Đây là cuồng thứ 5 nè. Kiếm mối nối đi. Siết đau tay quá trời. Dạ, đây rồi, nhìn nha. Ôi, rất là nặng các bạn ơi. Mình kéo cực kỳ nặng luôn các bạn. Ôi, gió rất là nhiều các bạn ơi. Để mình nói xong cái mình sẽ quay cho các bạn xem là nó bay cao như thế nào. 4 cuồng thì mình cũng vẫn còn thấy được nhiều của mình. Chắc không bị hỏi gì. Nó quay thì chắc hết thấy à. Không, điện thoại còn thấy á. Bây giờ mình sẽ nói dây lại đi nghe các bạn. Trời buổi chiều này rất là nhiều gió. Ok. Rồi. Như vậy là mình đã nói xong cuộn dây. Và bây giờ mình sẽ lên tiếp tục cái cuộn thứ 5 nha. Đây là vị trí cuộn thứ 4 của mình vừa thả xong. Và mình nằm ở rất là xa các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thả cuộn thứ 5 nha. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thấy là độ chính xác của cái cuộn này là khoảng bao nhiêu mét. Đây. 1 mét. 2. 3 4 Holo shur chasto bangla tobu jage dulo chinta shob miliye jay hate hat sharara thì mình được quấn được 46 vòng tương ứng với khoảng 46 mét nha các bạn. Có thể là do cái nhà chỉ nó đang gian, có thể là khoảng tầm khoảng 45 mét thôi các bạn ơi. Đây. Dạ mình đã làm được 5 cuồng rồi đó, mình sẽ bắt đầu mình làm tiếp cái cuộn thứ 6. Nhưng mình thấy hình như là có gì sai sai các bạn ơi. À quên. À ở đây 4 cuồng nữa nha các bạn. Thì 9 cuồng và hiện tại trên xe mình đã quấn sẵn 1 cuồng nha. Là đây là cuồng thứ 10 nè các bạn. Do bữa hổm mình tính thả cuồng đó trước, mình sẽ tiếp tục nói con chỉ này nghe các bạn. Đây là con diều của mình đang ở vị trí là cuồng thứ 5. Nhìn rất là xa. Đó các bạn thấy là diều siết rất là chặt nha các bạn. Đây. Đó, gió tác động rất là mạnh, có nghĩa là diều mình đang rất là căng. Đây là ở cuồng thứ 5, bây giờ mình sẽ nói lại cái cuồng thứ 6 nha. Nói chưa? Chưa. Rồi ok, giờ mình sẽ là người cầm để cho bạn cô dễ dàng thả ra nghe các bạn. Ơi căng quá các bạn ơi. Nghe nó cái mối ta hơi lửa các bạn, nó bị đứt. Mối cũ quá. Nè nó nhỏ xíu à, cái đầu nhỏ xíu nè. Vậy hả? Cho nó bị đứt nè. Kiểm tra lại nha, hồi phải kỹ kỹ lại nha các bạn ơi. Kiểm tra.
con diều mình đang cầm lên tay khá là căng các bạn, nhìn nữa các bạn, cực kỳ căng luôn. Đó, em nói, nặng tịch luôn các bạn ơi. Mình mới nói nha, món này mới thứ mình đầu tiên nè, món này thứ hai. Rất nguy hiểm, xíu nữa như là bay luôn diều rồi. Sao nhém xíu nữa xong rồi đó. Rồi giờ phải kỹ kỹ nha, nó lỗi kỹ thuật của nhà làm chỉ nha các bạn. Thả diều xa mà vậy, chết luôn ấy. Ê, đây nè, đây nữa nè, buộc cho chắc đi. Món này nó bị ấy rồi nè. Không, có này bị dính cái thuốc đầu mình á. Ừ. Không sao. Đứt á. Tay mình nè, có lằn luôn nè trời. Wow. Ôi, nhìn các bạn, nhìn rất là tội nghiệp. Thì kỹ nha, mấy cái mối mà ấy là nguy hiểm lắm á. Ê, ê, rồi, dướng rồi mình rồi các bạn ơi. Đây rồi, ok. Đây, cầm cho. Đây, cầm đi. Mình phải, giờ mình phải kiểm tra lại nha các bạn. Và như vậy là đã được cuồng thứ 6 rồi nha. Mình chỉ còn 4 cuồng nữa thôi là mình đã thực hiện xong cái thử thách là 10 cuồng. Không biết là con diều mình nó bay xa cỡ nào. Và bây giờ mình mời các bạn xem con diều của mình ở cuồng thứ 6 nha. Đây là con diều của mình ở cuồng thứ 6 nha các bạn. Nhìn nó xa xa nó có cái chấm đen đen các bạn ơi. Đó, đây là con diều mình đã zoom lên 4 lần nha các bạn. Nó mới được cao như thế này. Đó, rất là cao rồi các bạn ơi. Đây là ngón tay của mình nè các bạn. Mình đã zoom lên 4 lần rồi đó. Thì đây là vị trí con diều của mình đang ở cuồng thứ 6. Giờ mình tiếp tục mở luôn cái cuồng thứ 7 nha. Đây, để nó mở cho. Ok. Dịnh phụ cho. Cuồng thứ 7. Đây là 6 cuồng mình bỏ lại đây. Mình sẽ làm lại cái mối nối cho hai đầu chắc chắn với nhau. Để không có xảy ra cái chuyện là bị đứt giữa chừng. Trời, bây giờ thì cũng khá là mát rồi nha các bạn. Giờ chắc cũng cỡ 4-5 giờ rồi đó. Được chưa? Ok. Cứ ngắt. Đau quá ta. Siết tay quá trời rồi. Siết móp tay ra nè. Trời ơi. Các bạn thấy thương bạn cu mình nhớ đăng ký. Ok đó. Cuồng thứ 7. Đây là cuồng thứ 7 nha các bạn. Nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh mình nha các bạn ơi. Và các bạn ơi, thì các bạn thấy là có cái chấm đen đen ở ngoài xa đó là cái con diều của mình đó các bạn. Và hiện tại thì với cái kinh nghiệm của mình thì thấy được ở thực tế á, thì đây là cái con cận cộng dây của mình. Và con diều mình thì các bạn đã thấy là nó đang nằm ở phía trên. Và hiện tượng nó xảy ra đó chính là bị thòng cộng dây, mặc dù gió rất là căng nha các bạn. Mình không biết là những cái youtuber trước, ví dụ như là Thiệu Nhất Nguyên thì làm như thế nào để có thể thả 100 cuộn chỉ. Nhưng mà mình thấy là mình đang ở cuộn thứ 7 thì mình hay chứng kiến là cái cuộn dây đang rất là căng. Con diều mình bay cũng rất là cao, gió cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái cuộn dây mình là đang bị thòng rất là nhiều nha các bạn. Đó. Thì nó thòng từ ở trên mà nó thòng sát xuống đất như thế này là có nghĩa là nó có xu hướng là nó sẽ bị thòng nữa so với những cái cuộn tiếp theo mà nếu mà mình thả tiếp. Và như vậy là cuộn thứ 7 mình đã xong rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục cái cuồng thứ 8. Mình cũng không còn nhiều cuồng nữa đâu. Đây là cuồng thứ 8 nữa các bạn. Mình sẽ đánh giá cho các bạn xem thì nếu mà mình thả xong hết 10 cuồng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ gặp hiện tượng gì. Trước mắt là mình sẽ đã thấy được cái hiện tượng đó chính là cái cọng dây rất là bị thòng. Mặc dù gió rất là mạnh nha các bạn, chứ không phải là gió yếu đâu nha. Và mình đang tiếp tục buông con diều đi ra nha các bạn. Thì các bạn đã thấy là con diều mình đang ở phía trên đó. Là con diều có chấm chút xíu đó các bạn. Và con diều cái cọng dây của mình thì đang tiếp tục lên. Đây.
Mình cua mình đang tiếp tục mở dây ra. Và đây là hình ảnh con diều sau khi mình zoom 4 lên. Thì nhìn nó rất là nhỏ. Lúc do so với lúc nãy thì các bạn thấy là nó rất là to, nhưng mà giờ nó rất là nhỏ nha các bạn. Do cái khoảng cách nó rất là dài cho nên là mình cái camera mình vẫn để nguyên vị trí. Tuy nhiên thì con diều nó dịch chuyển khá là nhanh. Có nghĩa là tại vì do mình phóng á, có nghĩa là chỉ còn một khoảng cách nhỏ thôi có thể là nó sẽ ra khỏi màn hình của mình. Vô tình thì mình mua con chỉ thì người ta nói là rất là ngon, chỉ này ngon chỉ trắng. Tuy nhiên thì sau khi mình mở ra thì như thế này nè các bạn, có nghĩa là trong giữa cùng nó có mối nối sẵn thế này. Không biết chắc chắn hay không, mình nghĩ là chắc, có thể là chắc chắn. Làm như vậy thì rất là, nói chung là lừa dối khách hàng các bạn ơi. Một người kinh doanh thì không nên có chuyện đó xảy ra. Cục đen này người ta nói là giá nó mắc hơn, lý do là tại vì nó ngon hơn. Nhưng mà mình thấy là nó có rất là nhiều lỗi trong cái cuộn dây này. Cho nên mình phải kiểm tra thật kỹ trước khi mình thả lên. Vâng, và đây là cuộn thứ 8 mình đã hoàn thành xong nha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ bắt đầu làm nốt luôn cái cuộn thứ 9. Và để giúp đỡ bằng cô thì giờ mình sẽ cầm ở trên đây. Do rất là mạnh cho nên là rất là dễ bị siết tay. Cho nên mình sẽ vịn đây cho nó đỡ thòng nha các bạn. Thì không còn nhiều nữa thì bắt đầu mình sẽ làm luôn cái cuộn đang ở trên xe mình. Thì cuộn trên xe mình là cái cuộn dây thứ 10 mà lúc trước mình đã thử để mình thả mượn nhiều lên, tuy nhiên thì không có gió nên không thành công, mà hôm nay mình đã thử hết được nghe các bạn. Rồi giờ bạn cô mình sẽ bắt đầu nối dây nha, cho chắc chắn lại. Rồi giờ mình sẽ thả dây ra nha. Wow. Đây là dây diều nữa các bạn, như các bạn đã thấy là đây là nó đang ở giữa sông. Và nó có một cái hiện tượng là nó rất là thòng như thế này nè các bạn, mà mình không hiểu lý do tại sao mà mấy chục cái cuộn dây mà có thể bay lên thẳng được. Nhưng mà mình thấy là mình thả cái con diều này là bình thường là mình thả là rất là thẳng, tuy nhiên thì tới cái cuộn dây thứ 9 này thì nó rất là thòng, nó thòng hơn cái cuộn dây thứ 7 lúc nãy luôn. Và như bạn thấy thì cái cuộn dây diều này là có thể là gần nếu mà xuống nữa thì có thể là đụng luôn cái nóc ghe đó các bạn, ghe đang chạy ngang đó. Bây giờ mình sẽ giật lên cho nó lên nha các bạn. Và cô đang cố gắng xả dây ra thêm nha. Và con diều mình giờ nó đang bị được đổi hướng. Đây là con diều ở vị trí chính cộng dây, và cộng dây của mình hiện tại là đang rất là hồng. Như các bạn đã thấy thì nó hồng như thế này nè các bạn. Đó, mình đang giật đây các bạn. Đó, nó hồng sát gần sát xứ sông mọi người. Còn đây là ở trên phía trên mình là con diều các bạn. Giờ mình sẽ phóng trò cho các bạn xem nha. Đây là con diều chính cộng dây mình đã phóng to ở mức độ là zoom 4x. Thì như các bạn đã thấy thì nó đang di chuyển khá là xa rồi nha. Cộng dây mình thì đang rất là hồng. Nó hồng sát sông luôn các bạn ơi. Nhìn rất là nguy hiểm. Giờ mình phải giật lên đi. Đây. Đó, giờ bạn cu mình sẽ cố gắng giật cái cộng dây này lên coi nó có lên nổi hay không. Gió rất là mạnh. Thì cái cuộn thứ 9 này khá là lâu. Tại vì dây mình quá bị hồng rồi. Mình đang thấy nó có xu hướng là bị rơi xuống dũng rồi nha các bạn. Ê, nhìn thấy nó rơi xuống dũng rồi kìa cô ơi. Căng à. Hả? Rồi ok rồi đó. Cuộn nó chắc hết. Cuộn này cuộn kia nó chắc vừa đủ quá. Ừ, thì bây giờ là đây là cuộn thứ 9 và cuộn thứ 10 mình nghĩ là chắc có thể là vừa vừa chạm mặt sông. Có thể là nó sẽ chạm mặt sông nha các bạn.
Đó, mình đang thả dây, tiếp tục thả dây này các bạn. Đây, dây nó đang thả này các bạn. Và con diều mình, các bạn đã thấy thì một cái chấm nhỏ ở phía rất là xa 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 là ở vị trí là 9 cuộn dây dài khoảng 50 mét. Thì khoảng chừng 9 nhân 5 45 là 450 mét, là gần nửa cây số rồi. Thì đây là khoảng cách. Chưa kể cái khoảng cách là cái cọng dây nó thòng như thế này nè nghe các bạn. Thì tranh thủ đang lúc có gió thì mình bây giờ mình sẽ bỏ dây ra nha. Cho hết luôn cái cuồng thứ 9 này và mình sẽ thả luôn con cuồng thứ 10. Và sau đó mình nếu mà còn cơ hội để cho mình quấn dây diều lại thì mình sẽ quấn lại con diều đó nha các bạn. Thòng dưới trời. Đó, các bạn thấy là con chim đang bay lên bầu trời nhìn nó rất là xa. Và con diều mình nó càng xa hơn nữa các bạn. Vô luôn rồi. Hả? Ở tàu đi ngang nguy hiểm á. À. Rồi vậy ta cầm một cái con này. Ok. Giờ mình đi xuống vô đi. Và mình đã thả được là 2, 4, 6, 8, 8 cuồng. Và cái bạn cu đang thả trên tay là cuồng thứ 9. Và đây sẽ là cuồng thứ 10 nè các bạn. Thì như các bạn đã thấy thì cái cọng dây diều của mình là đang ở cuồng thứ 9 và gió thì nó rất là thòng. Cho nên là cái dây của mình nó sẽ bị rất là thòng ở cái vị trí là sát sông như thế này. Và đây là cuồng thứ 9 này các bạn. Còn lại là 8 cuồng mà mình đã vừa thả xong. Cuồng thứ 9 mình cũng sắp xong rồi này các bạn. Còn cũng không có nhiều lắm đâu các bạn ơi. Đây. Còn chừng mét nữa. Mình rất muốn để thả cuồng thứ 10 này, tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn cho cái đường thủy các bạn. Nếu mà cái cọng dây diều của mình như thế này nè các bạn, mà nó bị thòng xuống quá như này nè các bạn. Thì quá đó thòng. Các bạn thấy không? Quá thòng các bạn ơi. Thì mình rất là có thể là cuồng thứ 10 sẽ bị vướng những cái ghe mà ta chạy ngang qua. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên mình quyết định là sẽ thả đến cuồng thứ 9 và mình sẽ thu lại cái dây diều này. Và con diều mình nó bay rất là xa rồi. Giờ mình sẽ quay con diều cho các bạn xem nha. Và cuồng này hết chưa? Hết rồi. Ok. Hết rồi nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ thả ra hết hết cuồng dây này luôn. Mình sẽ quay con diều ở vị trí của thứ 9 cho bạn xem. Xong. Đây, xong nhìn hết nha các bạn. Đó, 9 con. 2, 4, 6, 8, 9. Và cuồng thứ 10 này mình không thể nào thả được. Để đảm bảo mọi người, để đảm bảo an toàn cho mọi người nha các bạn. Không thể nào mà vì một cái thử thách của mình mà để ảnh hưởng đến những người khác. Đó, các bạn thấy là cái chấm con diều ở xa xa đó các bạn. Và cuộn dây mình như các bạn thấy là nó rất là thòng rồi các bạn ơi. Nếu mà mình thả luôn cái cuồng thứ 10 thì rất là nguy hiểm cho mọi người đi đường thủy. Như vậy thì các bạn cũng phải thông cảm cho mình là không phải là mình không thực hiện cái cuồng cuối cùng này, nhưng mà để đảm bảo an toàn cho mọi người thì mình phải thu dây diều lại nha các bạn. Và con diều mình hiện tại là nó vẫn còn nguyên, nó chưa bị đứt dây nha, cho nên là bây giờ mình sẽ thu lại cuồng dây của mình. Như vậy là mình đã thực hiện xong thử thách đó, rất là thòng. Mình không hiểu lý do tại sao mà một số bạn lại có thể làm được 20 cuộn hoặc là kể cả 100 cuộn luôn. Mình không biết người ta làm cách nào, nhưng mà đối với con diều của mình thì thực tế là mình đã quay với các bạn từ đầu đuôi tới bây giờ thì các bạn thấy là nó rất là thòng. Mình đã thả sát bờ sông, gió sông lớn cái này, gió này mà nó còn thòng. Có nghĩa là con diều nó không thể nào mà nó chỉ bay lên một cái mức nào đó thì nó sẽ bị đứng lại các bạn. Ở trên bầu trời nó không thể nhích lên được nữa. Và bây giờ bạn cu sẽ buộc mối nối để bạn cu có thể quấn lại. Không biết thì trong quá trình quấn thì có sẽ ra sơ suất gì hay không. Nếu mà mình quấn chặt quá thì có thể là con diều này nó sẽ bị gì này đứt, hoặc là nó có thể là bị gãy cái sườn và nó rơi con diều của mình nha. Như vậy thì bây giờ bạn cô sẽ nối lại hai cái mối nối này cho chắc chắn và mình sẽ bắt đầu thu dây. Nè, nó siết kêu nè, rất là mạnh và dây cũng rất là hồng. Đảm bảo cho sự an toàn mình nó ở chính cuồng thôi. Đây các bạn thấy là mình đã vừa buộc xong thì các bạn thấy dây rất là thòng các bạn ơi. Đây. Ơi. Nguy hiểm quá, ghe nó đang chạy lại các bạn. Đây. Và cọng dây mình nó khá là hồng. Rất là ơi. Được không? Được không? Đấy, rớt kìa. Nguy hiểm quá. Ôi, đúng là mình không thả còn dây thứ 10 là rất là đúng các bạn. Dây cực kỳ hồng luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ quay. Đây các bạn, nhìn thấy nè các bạn. Hả? Rồi dính nè. Giờ mình nó dướng ngay cây luôn các bạn ơi. Quá trời hồng rồi.
Nếu mà mình làm tiếp tục cái cuồng thứ 10 thì chắc chắn là cái cọng dây của mình nó sẽ bị dướng ghe người ta. Thì rất là nhiều chuyện để xảy ra các bạn. Nhiều khi mình phải đền luôn ghe của người ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ quấn dây lại nha. Và bây giờ thì anh em mình sẽ quấn dây nha các bạn. Mình sẽ là người giật để cô mình quấn dây nha. Mình sẽ quấn hết tốc lực có thể. À, các bạn ơi, thì giờ mình đã quấn được khoảng 7 cuồng nha các bạn, 6 cuồng rồi đó. Thì con diều mình đang cũng rất là gần. Thấy là đó, các bạn thấy là con diều mình cũng còn khá gần các bạn, còn khoảng chừng 2 cuồng mấy 3 cuồng thôi các bạn ơi. Và mình đã tới được cái mối nối này rồi nha. Thì sẽ rất là nhanh. Và mình quay nãy giờ thì cũng khá là nhiều các bạn. Mình còn khoảng 2 cuồng nữa là xong nha các bạn. Con diều mình thì cũng đang tiếp đất, sắp tiếp đất rồi. Diều mình cũng còn khá là gần, không có xa lắm nha các bạn. Còn khoảng cuồng mấy nữa thôi thì mình đã kết thúc cái hành trình của mình rồi. Và mình đã rút ra được một số kinh nghiệm là sau khi thả cuồng thứ 10 bắt đầu cái dây nó thòng nha. Chưa hết cuồng thứ 10 là nó đã thòng cộng dây rồi. Đây, mình thả 9 cuồng. Đây là cái cuồng chỉ của mình này các bạn. Thì giờ mình còn một cuồng nữa nha các bạn. Nhiều mình sát bên nữa các bạn ơi. Còn một cuồng nữa là xong là thử thách của mình rồi đó. Và giờ là cũng phải 6 giờ 20 phút chiều. Cũng khá là tối nha các bạn. Đây. Thì cuộn dây khá là dài. Mình phải quấn rất là nhiều vòng như thế này nó mới quấn xong cái cuộn dây. Quấn cả gần hơn nửa tiếng các bạn. Đó, con diều mình giờ nó đang chuẩn bị tiếp đất nha các bạn. Và con diều nó vẫn bình an vô sự, nó không có bị gì hết. Vâng, và con diều mình thì đã rơi xuống đất các bạn. Thì các bạn thấy là hai bên cánh của nó là nó bị phồng như thế này các bạn. Đây. Đó. Rồi bên đây nó cũng bị như vậy nè. Và cái vòng cung của nó thì nó đang bị cong nữa các bạn. Nó có chiều hướng cong này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đây. Do nó khá là cao, bay khá cao và gió nó rất là mạnh cho nên là nó cong cái vòng của mình luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình tới cuối clip. Thì các bạn thấy là mình đã thực hiện xong hết là 10 cuộn dây. Và để ủng hộ mình thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và cho mình một share và một like nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Chào tất cả các bạn.